Thầy chào các bạn học sinh của trường mình nhé. Sắp tới các em sẽ có cái bài kiểm tra giữa kỳ rất là quan trọng. Hôm nay thầy sẽ làm lại một cái video hướng dẫn cho các em cái cách mà mình có thể gửi các cái hình ảnh bài làm của mình đối với lại các bộ môn tự luận á, vào trong cái link làm bài nhé. Thì các em cần phải chú ý cho thầy. Thì để cho cái việc mà gửi bài nó thuận lợi đó các em, thì thầy khuyên các em là nên sử dụng cái trình duyệt Internet, đó là Google Chrome nha các em. Google Chrome đây nè, đây là trình duyệt Google Chrome này, cái hình tròn và có cái ba màu đỏ, xanh và vàng đó. Thì khi mà mình sử dụng cái trình duyệt Chrome này để mình gửi bài á, thì nó sẽ tối ưu và tránh bị lỗi nhất nhé. Thì các em nên tải nó về ở trên CH Play hay là App Store đó nha, các em chú ý. Rồi điện thoại của mình cũng vậy, mình xóa bớt đi những hình ảnh, những video đi, để cho cái dung lượng của điện thoại nó còn nhiều nhiều một chút xíu nha, các em chú ý. Thì để làm cái bài kiểm tra đó, thì các em cần chú ý ngày giờ và kiểm tra nhé. Lịch thầy đã giao cho các bạn trong lớp rồi, các bạn sẽ truyền tải đến cho các em. Thì thường đó, các cái link làm bài kiểm tra đó sẽ được gửi đến cho các em thông qua các cái nhóm Zalo của lớp. Ở đây thầy sẽ làm thử luôn nha. Ví dụ như thầy vào Zalo này của lớp, ví dụ đây có một cái bài kiểm tra học kỳ chẳng hạn về bộ môn hóa, thì các em chỉ cần rê chuột vào ra cái biểu tượng bàn tay, thì các em nhấn một cái thì tự động á, nếu mà các em tải về Chrome á và đặt nó thành cái trình duyệt mặc định á, thì nó sẽ mở ra cái đường link của các em ở trong cái trình duyệt Chrome. Thì khi đó mình sẽ đỡ bị lỗi nhất nhé. Thì cấu trúc của một cái bài kiểm tra đó thì các em chú ý như sau nè. Thứ nhất là các em cần phải cung cấp cái địa chỉ email chính xác của các em nha. Ở đây thầy lấy ví dụ thầy làm luôn nha. Cái địa chỉ email này á nó rất là quan trọng, bởi vì sau này những cái câu trả lời của các em á thì sẽ được gửi đến cái email này cho các em. Thì các em có thể minh chứng lại với các thầy cô là em làm câu này, em chọn câu này. Do đó các em cần phải cung cấp cái email cho nó đúng, cho nó chính xác nhé. Và sau này các em chỉ cần vào trong cái hộp thư email của mình á, sẽ tìm được một cái thư điện tử nó báo về là các em có làm cái bài này rồi. Thì ở đây sau khi mình nhập cái địa chỉ email xong, thì đây là cái đề, ví dụ như đây là bộ môn hóa đi ha, nó gồm có tất cả là 5 câu, ví dụ như vậy, kiểm tra 5-10 phút thôi. Thì các câu trắc nghiệm này á thì các em nên làm ở ngoài nháp trước. Ví dụ như câu số 1 này, mình đọc đề thật kỹ rồi mình chọn ngoài nháp. Ví dụ như câu số 1 mình chọn phương án, ví dụ như là phương án A chẳng hạn, mình ghi là 1A ngoài nháp trước. Rồi 2B, 3C gì đó, mình làm hết tất cả nha các em. Đó. Rồi các em cần phải điền đầy đủ các cái thông tin trong cái form này. Số thứ tự của học sinh trong danh sách lớp, có nghĩa là cái mã số của chúng ta đó. Thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng mũi tên xuống nè, và mình chọn cái số cho nó đúng của mã số của lớp mình. Thầy lấy ví dụ như số này, số 22. Rồi, họ tên của các em ghi chính xác và ghi tất cả là in hoa nhé. Ví dụ đây thầy ghi họ tên của thầy luôn, Nguyễn Thành Nhân chẳng hạn. Rồi. Rồi, học lớp nào, ví dụ như các em học lớp nào thì chọn đúng cái lớp đó nha, đừng chọn sai. Tại vì chọn sai đó, khi mà thống kê điểm á thì sẽ không thấy được điểm của các em đâu. Rồi, ở dưới là cái phần mà trả lời trắc nghiệm, thì hồi nãy mình đã làm ở ngoài nháp rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tích vào thôi. Ví dụ như câu số 1 này thì nó ứng với 4 đáp án ABCD, ví dụ như nãy mình chọn 1A này đúng không? Rồi tiếp tục câu số 2 là câu C, rồi câu số 3 là câu A, câu số 4 là câu D, và câu số 5 là câu B chẳng hạn. Đó, khi mà ta tích thì phải tích cẩn thận nha. Rồi, nếu như mà các em mà có các bộ môn mà có tự luận á, ví dụ như bộ môn văn chẳng hạn, thì các em sẽ phải làm ra tờ giấy đôi, nhìn vào cái đề rồi làm ra tờ giấy đôi. Chú ý ghi chữ cho nó rõ. Sau khi mình làm xong á
thì các em lấy điện thoại ra và mình chụp cái phần ghi đó lại thành cái file hình ảnh. Và thầy lưu ý với các em luôn, các em phải cẩn thận khi chụp hình nhé, tay của mình phải đừng có run, tại vì run thì hình ảnh nó nhòe, thì cô chấm không thấy chữ của các em là bài của em sẽ rất là khó chấm. Rồi ánh sáng nó phải đủ sáng, đừng có chụp mà trong bóng tối sẽ không có thấy. Hoặc là khi mà mình chụp ngược sáng á, thì cái hình ảnh, cái bóng của cái bàn tay của mình nó che mất đi cái bài làm của mình. Đó, thì lưu ý với các em cái chỗ này nha. Thứ nhất, điện thoại của mình chụp cho nó rõ, tay đừng có để bị rung, ánh sáng đầy đủ, rồi cái bóng của bàn tay mình đừng có che lên trên cái bài làm của mình. Các em làm bao nhiêu trang thì các em chụp tất cả bấy nhiêu luôn nha các em nha, không bỏ sót, tại bỏ sót thì các em sẽ bị thiếu điểm. Sau đây thầy sẽ chỉ cho các em cái cách mình gửi những cái hình ảnh mà mình đã chụp cái bài làm của mình á. Tại vì khi các em gửi vào như vậy thì thầy cô mới nhận được và thầy cô mới chấm được ha. Thì các em sẽ bấm vào cái chữ thêm tệp, có nghĩa là thêm file đó các em. Giả dụ bây giờ là các em đã làm xong rồi, các em đã chụp xong rồi nha. Và các em chú ý là cái thời gian làm bài đó, các em thao tác làm xong, chụp hình xong á, thì cố gắng để cho nó dư khoảng chừng 50 phút nha. Chứ đừng có để mà tới sát nút gần hết giờ rồi mình mới thao tác, thì lúc đó nhiều khi hết giờ cái link nó khóa rồi mình chưa kịp nộp bài, thì lúc đó thiệt thòi về mình. Đó, thì các em rê con trỏ vào trong cái chữ thêm tệp, nghĩa là thêm file đó, rồi các em bấm vào một cái, thì nó sẽ ra một cái bảng thông báo và các em sẽ chọn tệp từ thiết bị. Có những trường hợp các bạn không thấy cái bảng này là bởi vì có thể là điện thoại của các em dung lượng nó đầy, điện thoại cũ quá, hoặc là các em không sử dụng trình duyệt internet là Google Chrome. Đó, thì các em chú ý những cái đó để mình né ra, mình tránh ra nha. Rồi các em bấm vào cái chọn tệp từ thiết bị, thì ngay lập tức Google Form nó sẽ mở ra cho các em một cái nơi mà các em đã lưu những cái hình ảnh mà hồi nãy mình chụp á. Đó, thầy lấy ví dụ nha. Ví dụ như đây, thầy sẽ lưu trong cái hình ảnh này. Rồi ví dụ chúng ta sẽ chọn, ví dụ như em làm 4 hình ảnh hoặc là 5 hình ảnh, thì các em chọn một lúc 4 hoặc là 5 hình nha. Nhớ là chọn hết tất cả nha, mình mà chọn thiếu sót thì mình sẽ bị thiếu điểm đó. Ví dụ đây thầy chọn 4 hình ảnh là cái phần bài làm của thầy. Rồi sau khi mình chọn xong, rồi các em bấm mở nó ra, thì 4 cái hình ảnh đó nó sẽ được gán vào trong cái link Google Form này và gửi đến cho giáo viên. Thì chúng ta bấm vào cái chữ tải lên, cái chữ màu xanh phía dưới bên tay trái. Đó, thì sau khi bấm tải lên á, thì 4 cái hình ảnh của bài làm của thầy á sẽ được gán vào trong cái link này, các em thấy không? Đó, thì tới đây là coi như mình đã hoàn thành cái bài kiểm tra xong rồi. Nhưng nhớ là các em phải bấm cái nút gửi nha, bấm nút gửi. Sau khi mà các em bấm nút gửi á, nếu mà ra cái hình ảnh như thế này có nghĩa là tại vì mình gửi nhiều hình ảnh quá, Google Form á, nó tránh cái trường hợp là mình chọc phá cái đường link này á, thì người ta cần xác nhận cho mình không phải là một cái máy robot. Thì người ta hỏi nè, traffic light này tiếng Anh hiểu tí nha, nghĩa là mình chọn những cái hình ảnh mà trong đó có cái đèn tín hiệu giao thông, và các em nhìn cho kỹ nha, đúng không? Rồi ví dụ như đây mình chọn vào, mình chọn vào, rồi sau đó mình nhấn verify. Đó, thì khi đó là mình đã hoàn tất xong và mình đợi một chút xíu. Khi nào mà Google Form á, nó hiển thị ra cái màn hình là à, em đã hoàn thành bài thi giữa kỳ môn gì đó, đúng không? Chúc em sức khỏe anh lành. Thì khi đó em mới thành công. Còn nếu như em gặp những cái lỗi mà em không có gửi cái bài được á, thì các em chú ý, thì mình chú ý mình sẽ khắc phục bằng những cái cách sau đây. Thứ nhất, mình thử khởi động máy lại xem coi.
Tại vì nhiều khi máy của mình hoạt động nhiều quá nó bị lỗi đó. Mình tắt máy đi, rồi mình bật máy lại. Rồi sau đó mình làm lại cái đường link Google Form này. Rồi nếu mà còn bị lỗi nữa thì mình xóa bớt đi những hình ảnh hoặc là những cái video trong máy của mình. Rồi mình dùng trình duyệt Internet Google Chrome. Hoặc là mình có thể mượn một cái máy khác cũng được. Còn nếu như nhà bạn nào mà không có những cái điều kiện như vậy á, thì mà nếu như xảy ra lỗi đó, thì thầy cho phép các em gửi những cái hình ảnh bài làm của các em cho cái Zalo của giáo viên chủ nhiệm. Thì giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi những cái hình ảnh đó về phía giáo viên bộ môn. Nhưng mà ở đây thầy cũng lưu ý luôn, cái hình thức mà các em gửi cho giáo viên chủ nhiệm đó, thầy nhấn mạnh luôn nhé, chỉ được chấp nhận khi các em trình ra cái minh chứng là em gửi hình ảnh qua cái link đó bị lỗi không có làm được. Chứ không phải là cứ gửi qua cho chủ nhiệm là xong. Phải có cái minh chứng là mình bị lỗi, không gửi được trong cái link thì thầy mới chấp nhận. Nha. Đó. Thì hy vọng là cái phần mà hướng dẫn của thầy đó, các em làm cho nó kỹ chút xíu nha. Rồi bạn nào còn có thắc mắc thì có thể nhắn tin riêng cho giáo viên chủ nhiệm hoặc là nhắn trực tiếp cho thầy cũng được. Thầy là thầy Nhân, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 94 nha. Thầy phụ trách dạy học trực tuyến sẽ hướng dẫn cho các em cụ thể hơn. Rồi, chúc các em có được một cái kỳ kiểm tra giữa kỳ nó điểm cao nè và thành công nha. Thầy mến chào các em.